Thực sự với các bác là đúng là cái phân khúc mà xe nhiều tiền thì không nói làm gì các bác ạ. Nhưng mà nếu mà đã những cái phân khúc mà xe mà bình dân thì thực sự là không có chiếc xe nào mà có thể vượt qua được Toyota Camry các bác. Không có chiếc xe nào mà vượt được qua Toyota Camry. Nó là quá bền, quá lành luôn các bác. Một chiếc xe của em đây, con này nó sản xuất 2007 các bác. Sản xuất 2007 nó chưa tới 300 triệu. Nhưng mà thực sự các bác là tí mà các bác xem em quay từng các cái chi tiết của em nó, nhiều bác thì có thể bất ngờ không nghĩ được nó mới như thế này luôn các bác. Đây, trước tiên các bác nhìn cái vô lăng đây. Em đang trải nghiệm, em đang lái nó đây. Nhưng mà thực sự là nó êm lắm, nó mượt lắm, nó đầm lắm, nó thích lắm. Nói chung là trong cái tầm giá hơn 200 triệu thì em nói thật các bác, nó là bố của cụ tổ luôn. Em nói thật các bác, nó là quá là sướng luôn các bác. Đấy, nhiều tiền không nói làm gì, em nói thật các bác. Chứ cái tầm tầm tiền này thì em nói thật các bác là nó là vô đối luôn. Đẹp hết nước luôn các bác nhé. Chắc lịch luôn, em đang chạy đường bê tông chắc lắm. Chắc lịch luôn. Xe chạy 11 vạn các bác, 11 vạn. Xe quá đẹp luôn các bác nhé. Các bác chờ chút để em đỗ ở chỗ nào mà vắng vắng, em quay review chi tiết cho các bác nhé. Vâng, một chiếc xe Toyota Camry 2.4G các bác nhé. 2.4G mà chưa tới 300 triệu. Còn lâu mới tới 300 triệu các bác ạ. Mà cái quan trọng của nó, xe này của em 2007 thật, nhưng mà nhiều chiếc xe 2010, 2011 mà chạy nhiều chưa chắc đã bằng nó đâu các bác ạ. Vì sao em lại nói là chưa chắc đã bằng? Tại vì thứ nhất là chiếc xe này của em tổng thành xe nó rất là đều các bác ạ. Nó rất là đều. Và từ cái nội thất tiếc nó đều rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, Toyota Camry này. Chưa tới 300 triệu đây các bác này. Còn lâu mới tới 300 triệu đây này các bác này. Đó. Mà các bác hãy nhìn đi. Đó. Tất cả mọi cái của em nó thì cái xe cũ em vẫn chia sẻ với các bác rồi. Giá trị cốt lõi là nó nằm ở những cái này đây các bác này. Các bác xem chiếc xe này của em đời 2007 nha các bác nhé. 2007. Nhưng mà các bác hãy nhìn đi. Lắm xe mà đời 2010, 2011, nội thất ghế ức đã phải bọc rồi các bác nhé. Nhưng mà đây, các bác cùng thẩm giúp em. Đây là một cái tablo zin. Tablo zin đời 2007 đây các bác. Đấy, các bác hãy nhìn đi. Tablo zin đời 2007. Nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp các bác nhé. Đây, các bác nhìn này. Vẫn rất là đẹp. Và các bác nhìn đây. Đây, tất cả từ các cái đây của nó này. Các chi tiết đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vẫn mướt mượt mượt đúng không ạ? Đấy, vẫn mướt mượt mượt đây. Các bác nhìn này. Các chi tiết này. Táp lô đây. Vần gỗ này vẫn sáng choang này. Bóng lừ luôn này. Già riếc đây. Các bác nhìn. Con này 2.4 đều ghế điện hết rồi các bác nhé. Ghế chỉnh điện hết rồi. Lên xuống ngả nghiêng. Không phải bằng cơm nữa rồi, mà là ghế nó chỉnh điện hết rồi các bác nhé. Đây. Ghế này. Đấy. Ghế zin nha các bác nhé. Ghế zin nguyên bản. Đó. Đây, các bác nhìn đi. Ghế zin nguyên bản của em, nó đẹp này đây. Nó có cái nhăn này, là vì là anh này là anh ấy trước là anh ấy để một cái ốp các bác. Để cái ốp khi mà nó tỉ vào thì nó nhăn như này các bác nhé. Tỉ vào nó nhăn này. Ghế tất cả, ghế xịn, ghế zin nguyên bản, căng đét. Đó. Và đây các bác nhìn này. Các cái vân gỗ của nó này vẫn sáng choang bóng lơ luôn. Đó, và con này nó anh lắp cả màn hình Android rồi các bác nhé. Màn hình Android cam lùi rồi. Đó, cam hành trình có luôn. Đấy. Thật ra cái dòng Toyota Camry các bác nhà mình biết rồi. Đấy. Nhiều bác là chưa lắp màn hình thì cái đấy là cái rất là quan trọng các bác nhé. Thì về các bác lại phải lắp, nó tốn tiền. Nhưng các bác mà lắp rồi thì về là các bác đỡ được một khoản chi phí. Đấy. Các bác không phải tốn nữa. Nội thất con này thì nó rất là đẹp luôn rồi. Nội thất rất đẹp các bác nhé. Đây. Các bác nhìn này. Đấy, đây. Đẹp mát này. Da. Da zin nguyên bản. Các bác nhé.
và nội thất rất đẹp luôn. Nội thất con này rất đẹp. Nắm xe 2010 không bằng nó đâu các bác ạ. 2010 chạy nhiều, không thể nào ăn được 2007 đâu các bác. Tại vì là form dáng nó cũng như nhau, xem như vậy cũng như nhau. Này các bác nhìn này, già riết, nguyên zin nguyên bản hết. Bên dưới đây nhựa hết đều rất sáng luôn. Ghế nội thất này, các bác nhìn này, ghế nội thất này cũng nguyên zin nhé các bác nhé. Nguyên zin, đời này đa số bọc lại hết rồi các bạn, bọc lại hết rồi. Con này ghế vẫn nguyên zin nguyên bản đây, ghế vẫn nguyên zin nguyên bản luôn. Nội thất tươi đẹp, vành bánh không xước sát gì. Lốp thì lốp mít các bác nhá, một dàn lốp mít, một dàn lốp mít. Lốp này các bác đi chắc tầm khoảng 3 vạn nữa các bác, một dàn lốp mít. Nếu mà có thay thế tầm 3 vạn nữa các bác mới phải thay thế. Đèn đóm sáng các bác nhé. Đây, đèn đóm sáng, sáng đẹp. Đèn đóm. Con này thì em cũng vừa đổi được xe. Em vừa đổi được xe. Thì bác nào mà thích là chơi con này là rất là hợp lý này các bác này. Camry form mới này rất là đẹp rồi. Cái quan trọng là xe nó chất các bạn, đời cũ nhưng mà xe nó còn rất là mới luôn, đẹp. Đây các bác nhìn nhá, cái phần bên lái đây các bác nhìn này, cái xe nó sáng rực luôn các bác nhá. Xe đời này lắm xe là đã phải bọc lại hết này, táp ly này, này các bác này, táp ly này, ghế bọc lại hết rồi. Con này của em, đây, các bác nhìn đây nó đều rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cái táp ly nó sáng choang này mà bác, mới như này mà. Và đều là da, rất là đều là zin nguyên bản hết các bác nhá. Mà các bác nhìn nó đẹp này đây. Đây các bác nhìn này. Tem mác này. Xe nó cực đẹp luôn các bác nhá, từ cái vô lăng sáng choang luôn. Các bác nhìn này, vô lăng này. Logo nó rất sáng choang luôn, ghế nội thất. Nét căng luôn các bác nhá. Ghế nội thất này nét căng luôn. Sản xuất 2007 các bác nhé. Ghế đã chỉnh điện hết rồi. Nét căng này các bác này, cái vân gỗ vân nước nó bóng lừ này. Xe đẹp, nó đẹp rất là đều đúng không ạ? Các bác cứ nhìn thấy cái phần bên lái ấy, nó đẹp như vậy. Bên lái là cái phần mà hay phải cầm lắm sờ nhiều nhất. Nhưng mà nó đã đẹp thì thật sự các bác là nó sẽ đều theo các cái khác, nó sẽ đẹp theo thôi. Còn đây các bác nhìn này, cái cửa bên cánh lái đây, tem đây vẫn còn nguyên đây. Rồi là cái từ cái táp ly cũng thế. Đây các bác nhìn này, cái da zin nguyên bản các bác nhé, da zin nguyên bản mà nó đẹp này. Đấy, nó mới là sướng các bác. Còn bọc lại mà đẹp thì lại không nói làm gì các bác. Nó là zin nguyên bản của nó đẹp này. Đấy. Nhưng mà nói chung là con này 2007 thì nó còn đẹp này thì nó đã là ít rồi các bác. Ít đấy các bác. Ít. Đây các bác nhìn này, các chi tiết này. Ghế ghiếc này, nội thất này. Đây. Hết ý luôn các bác nhá, hết ý luôn. 2007 các bác cứ nhìn trên thị trường, hiếm có chiếc xe nào mà cái nội thất nó đều như này lắm ạ. Hiếm lắm. Con này là bác chủ cũng rất là cẩn thận, khi mà bán xong còn dặn em là về nếu mà ai mua thì cũng bảo là chưa phải thay dầu thay yếc gì đâu. Đây, các bác nhìn này, từ cái chi tiết này nó đẹp này mà các bác. Chân số chân nước này, người ta đi ít thì nó không bị mòn cái phần kia các bác, không bị vẹt. Đấy, là ai mua là không phải thay dầu thay mỡ các cả gì đâu, không phải bảo dưỡng gì đâu. Anh ấy cũng chăm chút bảo dưỡng rất là cẩn thận rồi. Đèn đóm này các bác nhìn này. Đấy, sáng trưng luôn các bác nhé. Đấy, sáng trưng luôn. Đây đèn đóm này sáng trưng luôn. Đấy, rất là vừa tiền các bạn. Bác nào có vừa tiền thì các bác đi con này rất là hợp lý.
rất là hợp lý luôn. Ở cái thảm của cái xe nó ít tiền thật nhưng các bác nhìn nó rất là đẹp. Thảm thiết này đẹp từ cái tem cái bác đây, rất là đẹp luôn. Các chi tiết của phanh ABS này, từ cái con ốc chân máy này. Chân máy rất là đẹp luôn, từ các cái chấm sơn nhà sản xuất này. Chấm sơn nhà sản xuất, máy móc tươi sáng, êm ru chắc lịch các bác nhé này. Các bác nhìn máy móc rất là tươi luôn, rất là tươi. Từ các cái chi tiết nhỏ nhất của tem mát, nhựa đen, nhựa yếc, tất cả các cái là xe rất là đều xe các bác nhé, đều xe, máy móc tươi sáng. 2.4 con này đi chạy thích lắm các bạn. Đây con này, máy móc con này cực ngon luôn, êm ru luôn, êm ru luôn. Các bạn nhìn này, máy móc rất sáng và đẹp. Vừa rồi em Khương giới thiệu cho bác nhà mình rất là chi tiết một chiếc xe Toyota Camry sản xuất 2007 thôi, nhưng mà quan trọng là cái chất của nó. Lẻ 10 với 11 mà lắm con mà chạy nhiều thì thật sự các bác là không bằng nó được. Đây em đang so với những con mà chạy nhiều một chút nữa các bác nhé, chạy nhiều một chút. Còn những cái hàng mà xuất sắc thì đương nhiên là không thể so sánh được các bác nhé, gọi là người ta chạy ít. Thế còn những cái xe mà chạy nhiều thì là không so được với nó. Tại vì con này của em ghế nội thất ấy, các bác nhìn em quay ấy, rất là đẹp các bác nhé. Ghế nội thất táp ly rất là đẹp lắm. Đây các bác nhìn, táp ly rất là mới và đẹp, ghế nội thất đẹp. Đấy, máy móc chạy êm, gầm bệ chắc, dàn lốp mít. Con này bản full 2.4 các bác nhé, bản full 2.4 đẹp như 2010, nhưng mà các bác mua lại giá tiền của 2007. Quan trọng là cái tầm tiền rất là hợp lý rồi các bác nhé, tầm tiền rất là hợp lý. Ghế thì zin hết các bác nhé, ghế zin, nội thất zin. Thì bác nào mà quan tâm yêu thích các bác alo cho em theo số hotline 0833 1199. Đây là con xe rất là hợp lý, các bác mua rất là hợp lý luôn, chưa tới 300 triệu nhưng mà nó là đẹp hết lấc luôn cho bác nhà mình. Đấy mới là cái sướng các bác. Và cái tầm tiền này mà các bác có Camry các bác đi rồi, Camry các bác chạy nó sướng lắm. Con này chạy đầm lắm, chắc lịch luôn. Phân khúc D mà các bác, có phải là phân khúc rẻ tiền đâu. Thì bác nào mà quan tâm yêu thích các bác alo cho em các bác nhé. Và xin chào tạm biệt các bác.